Lấy cái gì để phân hủy những chất độc như ammoniac, NH03, chất hữu cơ, chất thải dư thừa nếu không có vi sinh? Đây là comment của anh Bảo nha. Trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ dựa trên quan điểm cá nhân thôi. Còn nếu như những cái mà em chia sẻ nó chưa đúng, chưa hợp lý thì có gì là anh Bảo chỉ dạy giùm em thêm nha anh Bảo. Thì cái công thức mà anh Bảo nói là ammoniac NH03 đó, thì em chia sẻ với anh như thế này nè. Em là một cái người chơi cá bình thường giống như rất là nhiều anh chị em của chúng mình thôi, cũng không có chuyên nghiên cứu sâu về bên cái công thức của nước. Giống như anh nói gì ammoniac NH03 đó, giống như ngày xưa đi học thì cũng có nghe qua, chứ còn nói mà nghiên cứu sâu về nó là không có nha. Cái này là mình chia sẻ thật tình. Trình độ học vấn thì chỉ có lớp 5 là nghỉ rồi, đi làm là làm công nhân. Lương tháng nào thì ăn tháng nấy, thì không thể nào mà nói cái chuyện mà nó cao siêu, mà cái công thức trong nước thì chắc chắn là Nhân không biết. Cái đó là Nhân chia sẻ thật tình. Nhưng nếu như anh hỏi mình á, là lấy cái gì để mà phân hủy những chất hữu cơ, chất thải dư thừa nếu không có vi sinh, thì em hỏi anh Bảo cái lọc của anh Bảo làm ra để làm cái gì, anh có cái bộ lọc để làm cái gì mà không xử lý được những cái đó. Còn cái video mà em chia sẻ lên kênh á, em nói rất là rõ, có nghĩa là vi sinh rất tốt cho hồ cá, nhưng nếu như cái hồ của mình không xài vi sinh á, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hồ của mình cả. Giống như hồ này là mình không sử dụng vi sinh, nước vẫn rất là trong, vẫn rất là đẹp, cá vẫn khỏe mạnh bình thường. Còn nếu mà anh chị em cô chú nào cái điều kiện kinh tế mình không có để mình xài những cái loại vật liệu lọc nó đắt tiền, ở đây Nhân đang nói là không có điều kiện để xài những cái loại đắt tiền, thì những cái loại đơn giản nhất giống như là nham thạch, sứ viên ở đâu mua cũng có, đá cuội cũng được nè, rồi gimat, lứ lan, anh chị mình chỉ cần chuẩn bị hai cái thùng sơn nước 20 lít thôi là Nhân sẽ hướng dẫn cho anh chị em của chúng mình làm cái hệ thống lọc nước nó trong bình thường, giống như trên video anh chị em của chúng mình thấy. Đó, đây là Nhân giải thích cho anh Bảo là cái hồ này của mình không sử dụng vi sinh nhưng mà nước nó vẫn trong nha anh Bảo, chứ không phải là có vi sinh thì mới xử lý nước trong mà không có vi sinh thì nước không trong, là cái điều đó không đúng nha. Ở đây là em chia sẻ dựa trên quan điểm cá nhân của em thôi. Còn nếu như trong cái video này em Nhân chia sẻ cái gì mà nó không đúng, nó sai sót, thì có gì là anh Bảo chỉ dạy em thêm nha anh Bảo. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị em cô chú mình trong một video gần nhất nha. Mọi người cần một cái người hỗ trợ tư vấn miễn phí, nhắn tin cho mình nha. Em Nhân xin giới thiệu với cả nhà những dòng sản phẩm của bên em nha. Đây là thuốc tím nè mọi người. Anh chị nào hồ mới xây mình cần xử lý thì thuốc tím nha. Thuốc tím này nó có cái công dụng là nó trị bệnh lở mình cho cá, nó bị lở mình thôi lên vết thương đó cả nhà. Dòng sản phẩm thứ hai của bên mình là thức ăn nha. Thức ăn này thì nhập nhất nó tốt nha. Giống như mình dùng được thì chia sẻ đến tất cả mọi người thôi. Trong thời gian qua thì cũng rất là may mắn nhận được sự yêu thương ủng hộ cũng rất là nhiều anh chị em của chúng mình. Đây là vi sinh này thì Nhân chia sẻ là mọi người như này. Cái này giống như là mình sử dụng để hỗ trợ cho hệ thống của mình thôi. Lọc tốt thì sử dụng cái này mới có hiệu quả nha cả nhà. Nó hỗ trợ cho mình lọc trong nước với là hạn chế bụi tinh. Nhưng mà Nhân nói lại một lần nữa là lọc tốt thì sử dụng cái này mới có hiệu quả nha cả nhà mình nha. Mà đây là cái dòng sản phẩm này. Đó, hiện tại bây giờ mình làm cho anh em của chúng mình rất là nhiều. Đây là cái ống lắng nha. Ống lắng này nó sẽ dành cho hồ mình để máy trong hồ hoặc là mình giấu mưa, đầu tàu giấu mưa cả nhà. Cái ống này nó sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống lọc của mình để tốt hơn. Thì đây là những dòng sản phẩm của Nhân. Thì nếu mà anh chị em của chúng nào mình có nhu cầu thì liên hệ với lại cho qua số Zalo trên màn hình nhé. Cảm ơn anh chị em của chúng mình rất là nhiều.